hỡi ba quân tướng sĩ. Dạ. Tất cả hãy đi đi, đừng chần chờ, do dự tiếc thương ta. Tiếng trống đã nổi lên rồi. Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống? Tiếng trống xâm lâm, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề lương Thăng Long sắp quy danh sắp tàn. Đời ta na tan. Nhưng không, hoàng diệu này sẽ dẹp tan hồi trống loạn của pháp quân đầy cô thủ Thăng Long thành. Tất cả hãy mà giữ vững ngọn cờ vàng, là viên tổng đốc của nhà Nam anh dũng, ta thề một lòng sống chết với ba quân. Đây là thành quốc thân yêu, từng bảo vật quy danh hoàng diệu, thì có lý đâu giờ này ta lại để xóa tên mình, xóa tên mình trên trang Việt sử. Ta luôn sợ muốn quy hàng. Về việc ta vừa sai tôn thất nghe ba xuống mặt thành. Không, đó là muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binh. Vậy thì ba quân hãy gom sẵn quán hòm lên đầu của ngọn giáo, với tất cả niềm tin chiến thắng. Nếu mà thành quách đổ tan, hãy bươi gạch dùng mà tìm xác ta. Trống lại đổ liên hồi ngạo nghệ, thế là địch quân đã siết chặt dòng vậy. Ba quân ơi, trời đất đang lần thu hẹp lại, nhốt căm hờn vào bốn nhánh thành cao. Vậy là quân giặc đã đến đây để gieo thêm máu lửa. Không, ta sẽ lấy máu lửa để dẹp tan máu lửa, rồi vẽ tên mình lên mảnh đất quê hương. Tiếng người được mấy nguồn thương, trần gian có mấy con đường nhục chinh. Hãy tìm cái chết hùng anh dùng tan xương thịt, quy danh để đời. Ba quân ơi, ta không thể cầm ngăn nước mắt khi nhìn đám quân sĩ thân yêu đang âm thầm nhỏ lệ khóc thương ta. Ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt, nên không đành rời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba quân ơi, giờ đây không còn con đường nào khác hơn là
phải ra đi để bảo toàn lực lượng, gom gom lại tàn quân chờ đợi một thời cơ để chiếm lại Thăng Long. Còn Viên Tổng đốc nhà Nam Thành tan thì xác cũng tan theo thành. Khi nghe nhịp sống trường đình mơ hồi trong loạn mà tìm tên tăng.